mà chết vào bàn sầu. Mấy thằng bạn bảo anh là đồ dở hơi, nhưng mà vẫn những trời nắng nóng. Nhớ điện thoại báo khách là chờ đợi. Chưa được mấy hài lòng, dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung, đời đâu biết mà ngờ hào hoa
I'm